để mỗi giây phút trở về nhà đều ngập tràn ánh sáng của bình yên và hạnh phúc, để từng khoảnh khắc bất ngờ tràn ngập tiếng cười đều được lưu giữ không chỉ trong ký ức mà luôn còn mãi trong từng mái ấm giữa đô thị phồn hoa sôi động. Như những viên ngọc bừng sáng trong đêm, hội tụ tại thiên đường ánh sáng giữa bờ Tây Sài Gòn. Khu đô thị thương mại dịch vụ đầu tiên được đầu tư bởi hai nhà đầu tư Nhật Bản Hankyu Realty, Nishitetsu và Nam Long. Chào mừng bạn đến với Akari, thành phố ánh sáng. Tọa lạc tại đại lộ Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân, Akari nằm trên trục kết nối giao thông chính xuyên suốt từ phía đông sang phía tây thành phố. Với vị trí chiến lược cả về an cư lẫn thương mại, các cư dân của Akari vừa có thể tận hưởng các tiện ích khu đô thị sôi động trong vài phút đi bộ, vừa có thể tìm về mái ấm an yên riêng tư của mình sau những hối hả tất bật của cuộc sống. Được thiết kế quy hoạch theo ý tưởng thành phố an cư đa tiện ích, Akari là khu đô thị với hơn 4.600 căn hộ, được chia thành 3 cụm căn hộ biệt lập condominium và hàng loạt các phân khu chức năng phục vụ tối đa cho nhu cầu sinh hoạt, ẩm thực, giải trí, giáo dục của cư dân. Akari không đơn thuần là một mái ấm an cư của mỗi gia đình, mà là cả một cộng đồng sống trong thành phố rực rỡ muôn màu ánh sáng. Akari là ánh sáng ấm áp từ tổ ấm yêu thương trong mỗi cụm căn hộ, đầy đủ tiện ích dành riêng cho cư dân nội khu. Akari là ánh sáng rực rỡ của khu đô thị năng động và sầm uất bậc nhất phía tây Sài Gòn. Akari là ánh sáng đặc trưng cho lối sống hiện đại đáng mơ ước cho tất cả mọi người. Nơi không còn chỗ cho mọi ưu phiền lắng lo, để tất cả có thể chìm đắm trong niềm vui và tiếng cười bên những người thân yêu, để những cuộc gặp gỡ mang lại hy vọng về tương lai tươi sáng khi những huy hoàng lên ngôi trong thời khắc vinh danh hạnh phúc. Tất cả đều có thể đắm mình tận hưởng năng lượng sống dồi dào chảy tràn khắp khu đô thị tại thành phố của thiên đường ánh sáng, Akari City of Light.